Ủa cái trứng đen này làm sao vậy? Trứng ủ bùng. Trứng đen này là gì? Em mua cái này thử đi. Trứng này là chỉ ăn thôi. À, à không có luộc hả? Nó giống như là trứng ủ bùng. À, cái trứng gì đó. À, cho anh gửi lại hai vỏ bác. Chính là đem cho họ muối với đồ để ăn. Má trứng, bốn trứng. Đâu? Em mua bốn trứng hả? Bốn trứng 60 ngàn. Đi ra luộc. Giờ là trải nghiệm đi luộc trứng đây. Luộc ở chỗ nóng nhất là khoảng 10 phút. À, bây giờ mình đi trải nghiệm mình cầm cái lọ này đi luộc trứng. Cái chỗ mà mấy cái quầy trứng mà nó bốc khói. Mấy cái hình trứng đó đó là nơi chứa cái khoáng, dòng nước khoáng nóng. Thả xuống. Thôi chừng nó lọt xuống luôn. À, móc xuống. Rồi thả xuống rồi trong cái móc rồi đó thôi. Móc rồi chờ thôi. Thôi để giữa cho nó nha. Đợi 2 phút cuối qua để. Thôi để giữa đâu móc đâu. Cầm. 10 phút còn cầm 1 phút còn canh đồng hồ đi. Ở giữa đó là cái mạch đó. Mạch nước nó đang phúng lên á. Mạch nước sôi á. Bỏ cái này cho bạn thấy hơn nè. Bây giờ